Yoga có cách đây hơn 6.000 năm ở Ấn Độ cổ đại. Yoga kinh điển cho rằng tập yoga sẽ giúp thân tâm có được trạng thái ổn định, dễ chịu, an tĩnh và có thể đạt đến sự hài hòa, thống nhất. Yoga là một dạng điều khiển hô hấp có ý thức, lấy những tư thế của cơ thể để đạt được sự cân bằng toàn thân, huấn luyện, hồi phục năng lực cơ thể. Tập luyện yoga còn mang đến ích lợi ngạc nhiên cho người đàn ông. Yoga giúp loại bỏ những thói quen xấu có sức tàn phá đối với sức khỏe như uống rượu, hút thuốc, hít ma túy, không có hành động chính đáng. Yoga giúp cơ thể được khỏe mạnh, trị bệnh, giảm áp lực, tăng thêm phong thái đàn ông, có nhiều lợi ích khiến người đàn ông hứng thú. Các bạn nam giới còn lý do gì mà không mau mau tập luyện yoga? Tập luyện yoga không cần có khả năng thiên phú, chỉ cần là sự kiên trì, có khát vọng theo đuổi cuộc sống khỏe mạnh. Yoga là một phương pháp dưỡng sinh, giúp con người có được cảm xúc hài hòa, trí tuệ minh mẫn và tâm hồn yên tĩnh. Thành công của bạn sẽ đến bằng sự kiên trì.